Liam mến chào các bạn. Ở video này, Liam tiếp tục quay video gói hàng cho các bạn khách đã đặt hàng trên shop của Liam trên Shopee. Trong video này, Liam cũng thông báo luôn, Liam vừa đổi tên kênh Mẹ Su 8X sang là kênh Liam Shop để Liam quay những cái video gói hàng, inbox hàng ở trên shop Liam ha. Thì Liam sẽ up ở kênh này nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích những video gói hàng, những video inbox hàng của Liam, các bạn hãy tặng cho Liam một like. Các bạn nhớ đăng ký và bấm chuông cho kênh Liam Shop để theo dõi những video gói hàng của Liam nha. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng với Liam gói hàng cho các bạn khách đặt hàng trên shop nha. Đơn đầu tiên Liam gói hàng cho bạn Hà ở Bắc Ninh. Bạn Minh Hà mua tổng cộng là 7 món hàng ha các bạn. Liam có cái rổ này, Liam soạn hàng nha bạn Hà. Món đầu tiên là một phép giấy nốt gồm có 4 loại. Món thứ hai là một túi tông hộp đeo vai. Bạn lấy mẫu này nha. Món thứ ba là một túi tông, cũng một túi tông đeo vai nữa mà một mẫu khác nha các bạn. Bạn chọn hai mẫu rất là dễ thương luôn các bạn. Món thứ tư là dao rọc giấy hình của cà rốt. Đây, món thứ tư này các bạn. Và món thứ năm là hai dây buộc tóc Runchi. Đây, hai chiếc dây buộc tóc này các bạn. Em chọn cho bạn hai màu rất là dễ thương nha. Món thứ sáu là hai cuốn sổ A5. Đây, em chọn màu cho bạn nè. Và món thứ bảy là bút chì cà rốt, một cây bút chì bấm cà rốt hay hình cà rốt. Hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Hà nha. Em cảm ơn bạn Hà ở Bắc Ninh rất là nhiều, bạn mua ủng hộ đơn hàng cũng khá là nhiều ha các bạn. Cảm ơn bạn Hà nhiều nha. Liam có phần quà Liam tặng kèm cái đơn để tặng cho bạn khách ha. Tặng cho bạn một chiếc buộc tóc Runchi và Liam kèm cho bạn hai tấm sticker. Liam tặng cho bạn viên kẹo trang trí trên góc học tập ha. Viên kẹo này Liam có làm, hướng dẫn làm trong kênh Liam Channel các bạn. Đơn thứ hai Liam gửi hàng cho bạn Trúc Đỗ ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Trúc Đỗ mua hai chiếc ví. Bạn chọn hai chiếc ví hình khủng long rất là dễ thương ha.
Liam cảm ơn bạn Trúc Độ đã ủng hộ Liam nha. Thật ra bạn Trúc Độ đó là một người bạn thân thiết của Liam đó các bạn. Bạn đã ủng hộ kênh của Liam từ lúc mà Liam mới có mấy trăm subscribe à các bạn. Lúc kênh Liam Channel mới thành lập, lúc mà Liam mới chập chững nghề làm YouTube ha, thì bạn Trúc Độ đã luôn ủng hộ và luôn động viên Liam để Liam phát triển kênh đến ngày hôm nay. Thật sự Liam rất là cảm ơn bạn Trúc Độ nè, bạn đã đồng hành cùng với Liam, giúp Liam phát triển ha. Liam rất là vui khi mà bạn có một cái đơn hàng nhỏ, bạn mua hai chiếc ví để tặng cho con gái này. Cảm ơn bạn Trúc Độ nhiều nha. Bây giờ hãy cùng với Liam gửi hàng cho bạn Trúc Độ đây. Liam quen với bạn Trúc Độ là thông qua kênh luôn các bạn. Từ lúc mà Liam mới làm YouTube á, thì Liam thường nói chuyện với bạn này. Bạn cũng lớn tuổi, cũng bằng với Liam ha. Có một bé gái rất là thích kênh của Liam, rất yêu mến Liam ha. Liam có phần quà Liam gửi tặng cho bạn nha. Sớm nha các bạn, thì em ở Quy Nhơn, Quy Nhơn với Phú Yên, Tuy Hòa thì rất là gần nha. Bạn mua một chiếc túi bút họa tiết kỳ lân đây, túi bút họa tiết kỳ lân này các bạn. Và món thứ hai là bạn mua một chiếc kính râm có viền trắng để đi nắng ha, chiếc kính mát này. Thì em cũng có một cái y như vậy luôn các bạn, tại vì buổi trưa đi em đi ra ngoài buổi trưa đi làm á, thì em cũng lấy một cái để đi em đi rất là mát luôn. Mình đeo kính râm mình đi nắng á, để mình đỡ phải nheo mắt ha các bạn. Các bạn nheo mắt nhiều là các bạn sẽ có nếp nhăn ha, cho nên là lúc nào đi em đi trong cốc xe cũng thủ sẵn chiếc kính để đi nắng. Bây giờ hãy cùng với đi em gói hàng cho bạn Miên ở Phú Yên nha, thành phố Tuy Hòa ha. Liam cũng có phần quà nhỏ Liam tặng kèm cho bạn Miên nha. Liam cảm ơn bạn đã ủng hộ shop của Liam. Hy vọng là Liam có thể phục vụ cho bạn ở những đơn hàng tiếp theo ha. Theo Liam gói hàng cho bạn Thiên Kim ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn mua tổng cộng là 4 cuốn sổ 50 tấm sticker. Bạn có nhắn với Liam là lấy cho bạn đủ 4 màu ha. Màu xanh chuối này, màu xanh dương này, rồi màu hồng và màu vàng cam ha. Thì thật ra bạn mua hai đơn các bạn. Bạn mua hai đơn, một đơn là bạn mua giùm cho bạn của bạn và một đơn mua cho bạn ha. Thì bạn lại quên đổi số điện thoại, cho nên là số điện thoại này á của bạn, nhưng mà cái đơn của bạn á lại bạn dùng số điện thoại của bà của bạn ha. Bà bạn ở Hà Nội. Chiều Liam có gọi điện gặp bà á, thì bà nói là bà ở Hà Nội chứ bà không ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành ra cái đơn đó là Liam chưa có gói ha các bạn. Khi nào bạn đổi số điện thoại thì Liam mới gói được. Tại vì các bạn để số điện thoại không có đúng á, thì khi mà shipper gọi điện để giao hàng á, thì người bắt máy họ sẽ không có nhận hàng được ha các bạn. Cho nên các bạn lưu ý khi các bạn mua hàng online trên Shopee thì các bạn hãy chú ý số điện thoại và thông tin nhận hàng, để hàng đem đến thì các bạn có thể nhận được ha các bạn. Các bạn mua hàng trên shop của Liam thì Liam có gọi xác nhận đơn, thường thì buổi chiều khoảng từ 5 giờ đến 8 giờ ha. 8 giờ tối thì Liam sẽ gọi điện xác nhận đơn. Mong các bạn nhận điện thoại giúp Liam để Liam xác định và chốt đơn nhanh để Liam gói hàng gửi cho các bạn nha. Bây giờ hãy cùng với Liam gói 4 cuốn sổ này cho bạn Kim ở thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Liam có món quà nhỏ Liam tặng kèm cho bạn Kim. Thank you.
Đơn tiếp theo, Liam gửi hàng cho một bố mua hàng tặng cho con gái ha. Bố tên là Mạnh ở Thái Nguyên. Liam rất là cảm ơn anh đã ủng hộ shop nhỏ của em nha. Thì anh Mạnh đã mua tổng cộng cái đơn là 5 món các bạn. Anh cũng đã ủng hộ shop của Liam lần trước rồi ha. Lần này thì anh tiếp tục mua 5 món hàng tặng cho con gái. Đây là một ông bố rất là dễ thương luôn. Khi mà gọi điện là nhận đơn á, thì bố này nói nè: Đúng rồi, anh mua quà để tặng cho con gái ha. Trời ơi, rất là dễ thương luôn. Món thứ nhất là một set 25 tấm sticker hiệu Comi. Đây, một set 25 tấm sticker hiệu Comi nè các bạn. Ông bố thật là tâm lý nè. Set 12 tấm sticker Comi. Đây. Mẫu này nè các bạn. Hai món ha. Mẫu này hai món nè. Thứ ba là một dây buộc tóc ba màu. Đây. Bố đã nhấn Zalo với Liam là chọn 3 màu này ha. Liam lấy đúng 3 màu cho anh Mạnh nè. Món thứ tư là 18 sticker lẻ. Đây các bạn. Và cuối cùng là một cuốn sổ nhũ bìa nước. Và anh đã chọn màu xanh chuối này cho bé ha. Bây giờ thì hãy cùng với Liam gói hàng cho đơn của anh Mạnh ở Thái Nguyên nha. Anh mua hàng cho con gái nè. Liam cũng có một phần quà nhỏ Liam tặng kèm theo đơn ha. Liam cảm ơn anh Mạnh đã ủng hộ shop của Liam. Liam tiếp tục có đơn hàng tiếp theo. Đơn tiếp theo này của bạn Ngân Hà đến từ Bình Định. Bạn Ngân Hà cũng ở Quy Nhơn và cũng ở thành phố Quy Nhơn và cùng phường với Liam luôn nè các bạn. Bạn ở rất là gần nhà Liam. Liam gọi cho bạn hôm qua nhưng mà bạn không bắt máy ha. Bạn nói bạn bận đi học nên là hôm nay Liam đã liên lạc được với bạn và bây giờ thì Liam gói hàng cho bạn Ngân Hà đây. Bạn Ngân Hà mua tổng cộng là 4 món. Món đầu tiên là bạn mua 2 bịch bông để làm squishy. Đây, 2 bịch bông của bạn nè. Món thứ hai là một chiếc tủ màu hồng cam chín ngang, hai chiếc tủ đi co bàn học màu hồng cam của bạn Ngân Hà nè. Món thứ ba là băng keo trong. Bạn lấy 2 cuộn băng keo trong. Đây, 2 cuộn băng keo trong các bạn. Và món thứ tư là bạn mua 2 cuộn washi tape ha các bạn. Dày lắm các bạn ơi. Đây nè, 2cm mà. Dày kinh khủng luôn. Rồi, Liam gói hàng cho bạn Ngân Hà ở thành phố Quy Nhơn nha. Liam tặng cho bạn một ít giấy để bạn làm sticker, bạn làm squishy ha. Đây. Tại vì Liam thấy bạn mua bông và mua băng keo á các bạn. Cho nên Liam kèm thêm giấy cho bạn ha. Cho bạn có thích vẽ lên thì bạn có giấy A4 bạn làm. Đây, tặng kèm cho bạn một scrunchie do Liam tự khâu nè. Các bạn mua hàng ở trên shop của Liam ha. Là toàn là được Liam tặng mấy cái đơn mà 200-300 trở lên ha các bạn. Mấy cái đơn mà 4-5 món trở lên thì Liam sẽ tặng một dây buộc tóc. Em chi thật ra là do Liam tự khâu cái chiếc dây buộc tóc này ha, cho nên là Liam tặng kèm. Chứ nếu mà Liam mua dây buộc tóc mà Liam tặng á thì nó sẽ bị lỗ ha các bạn. Nó sẽ bị lỗ đơn hàng. Liam tặng kèm cho bạn 3 tấm sticker để bạn trang trí lên trên chiếc tủ mini nha. Đây, tặng cho bạn 3 tấm sticker nè. Trên này có nhiều hình nè. Bạn về bạn gỡ ra, bạn dán lên trên chiếc tủ cho nó xinh nha các bạn. Nha bạn. Nhiều lúc Liam gói hàng á, rồi Liam tập trung Liam gói á, thành ra Liam nói hay bị dắt các bạn, mong các bạn thông cảm nha.
Rồi, Liam đã gói xong đơn hàng của bạn Hà ở thành phố Quy Nhơn. Đơn tiếp theo, Liam gói hàng cho bạn Diệp Anh ở Hà Nội. Bạn mua một sổ Wixi BMO ha. Đây, sổ Wixi BMO màu hồng của bạn nè. Bạn lúc mà Liam gọi điện cho bạn á, xong rồi bạn mới nói với Liam nè: "Hello, em chào chị Liam, em chào chị Liam." Trời ơi, nghe dễ thương ra luôn các bạn. Thật ra là bạn Diệp Anh là fan của kênh Liam Channel luôn ha. Liam cảm ơn bạn Diệp Anh nha. Mặc dù bạn mua một món nhưng mà Liam cũng rất là cảm ơn bạn đã ủng hộ và đã có lòng với shop của Liam ha. Liam có một phần quà nhỏ Liam tặng cho bạn. Mặc dù bạn mua một món ha, nhưng mà Liam thấy thích bạn quá cho nên là Liam tặng cho bạn một bé Swissy thật nè, làm móc khóa ha. Bạn nói chuyện rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Liam cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop của Liam cũng như là ủng hộ kênh của Liam ha. Liam thật sự rất là vui khi mà gặp nói chuyện với fan của mình ha các bạn. Tiếp theo, Liam gói hàng cho bạn Minh ở Quảng Ngãi. Đây, bạn mua hai ví ngắn nhiều ngăn hình khủng long này các bạn. Bây giờ thì hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Minh ở Quảng Ngãi nha. Liam cũng có một món quà nhỏ Liam tặng cho bạn Minh. Đây, bạn mua hai món ha. Liam tặng cho bạn một phần quà nhỏ. Đơn tiếp theo, Liam gói hàng cho bạn Nhung ở Bắc Giang. Bạn Nhung mua 3 hộp móc khóa handmade. Đây, Liam lấy cho bạn 3 hộp là 3 màu này các bạn. Liam cũng có một phần quà nhỏ Liam tặng cho bạn ha. Tặng cho bạn mấy sticker. Tặng cho bạn mấy cục gel buộc tóc ha. Tiếp theo, Liam gói hàng cho bạn Nhân ở Bình Định. Bạn cũng ở thành phố Quy Nhơn luôn ha, nhưng mà bạn ở khác đường với Liam. Bạn mua tổng cộng là 10 cuộn washi tab. Đây, Liam chọn đủ mẫu cho bạn luôn. 10 cuộn washi tab này các bạn. Liam có cái hộp nhỏ này, Liam đựng washi tab cho bạn ha. Liam cũng có một phần quà nhỏ Liam tặng cho bạn Nhân ở Bình Định ha. Liam cảm ơn bạn đã ủng hộ Liam nha. Liam hy vọng là các bạn khi mà mua hàng của Liam thì các bạn thích những món hàng Liam nói ha, và quay lại ủng hộ Liam lần nữa ha. Bây giờ Liam gói đơn cuối cùng của video này. Đơn cuối cùng là bạn khách mua tổng cộng là 3 món. Bạn tên Khôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Món đầu tiên là một cuộn băng keo hai mặt loại dày. Đây, băng keo đã làm sticker này các bạn. Rất là dày ha. Một chiếc dao rọc giấy có gắn icon và 10 tấm sticker cắt sẵn ha. Bây giờ thì hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn Minh Khôi ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Liam có cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh nè, Liam để hàng cho bạn ha. Này, Liam cũng có một phần quà nhỏ Liam tặng cho bạn.
Liam đã gói xong các phần hàng của các bạn khách đặt rồi ha. Bây giờ thì Liam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu các bạn thấy thích kênh của Liam thì các bạn hãy tặng cho Liam một like nha. Liam chuyển những video gói hàng sang kênh Liam Shop. Mong là các bạn qua Liam Shop để các bạn ủng hộ Liam. Thì trong vài ngày tới, các bạn hãy để ý số điện thoại của shipper để các bạn nhận hàng giúp Liam nha. Bye bye các bạn.